Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn đã đến thăm và làm việc với nhà đầu tư dự án Mikazuki Spa and Hotel Resort đang triển khai tại quận Liên Chiểu. Dự án Mikazuki Spa and Hotel Resort có tổng vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 122.000 m2 với quy mô khối khách sạn cao 24 tầng và các hạng mục khác cung cấp dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí. Đến nay, dự án đã đưa vào hoạt động khu vui chơi công viên nước trong nhà từ tháng 12 năm 2020. Đối với khu khách sạn dự kiến hoàn thành tháng 12 năm 2021 và dự kiến mở cửa từ tháng 3 năm 2022. Đơn vị cũng đang tiến hành các thủ tục để sớm triển khai cầu đi bộ qua đường Nguyễn Tất Thành. Qua kiểm tra thực tế và làm việc với nhà đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp. Mặc dù chịu ảnh hưởng dịch bệnh nhưng doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn, tập trung nhân lực triển khai dự án cơ bản đảm bảo tiến độ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị nhà đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa khối khách sạn đi vào hoạt động, triển khai các thủ tục để thực hiện giai đoạn 2 dự án như cam kết đầu tư ban đầu, tạo điểm nhấn thu hút khách. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các ngành liên quan hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn để nhà đầu tư triển khai dự án thuận lợi. Sở Du lịch quan tâm hỗ trợ giới thiệu điểm đến khi thành phố thí điểm đón khách quốc tế cũng như đón khách nội địa thời gian tới.